Rồi, chào các bạn đang quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì tiếp tục với cái series mà tất cả về OBS dành cho streamer và các bạn editor. Thì hôm nay cái video tiếp theo mình sẽ làm để nói tiếp cho các bạn về cái phần mềm này. Thì trong cái video trước mình có chia sẻ các bạn về cách cài đặt cái phần mềm này. Cài đặt ở đây không phải là để cài vào trong máy mà là những cái setting giúp cho bạn có thể là stream cũng như là bạn quay cái màn hình được cái độ mượt cũng như là được cái độ phân giải đẹp nhất, giúp cho cái phim của bạn được tốt nhất nha. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ nói các bạn về những cái lằng ngoằng ở bên ngoài này. Rồi thì để làm ví dụ minh họa trong cái video này thì mình sẽ mượn hình ảnh của một streamer nổi tiếng mà bây giờ các bạn thường thấy ở trên mạng, đó là anh Piu Piu ha. Đây cho các bạn coi. Thì các bạn thấy này, cái anh Piu Piu này mỗi khi mà anh livestream á hoặc là anh quay cái màn hình của anh thì các bạn thấy này, anh hay có cái những cái như thế này đúng không? Anh tạo ra một cái logo của anh rồi anh đưa cái khung vào như thế này, rồi để cái đường link để donate, rồi những cái thông tin cá nhân của anh trên cái mạng xã hội. Thì để tạo như thế này rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách làm. Thì ví dụ đầu tiên mình sẽ download cái hình này về đi nha, để mình làm cái minh họa cho các bạn xem. Đây stop đi. Đó, mình sẽ làm minh họa cho các bạn xem nha. Rồi ok. Các bạn sẽ mở cái Photoshop lên để các bạn tạo một cái ô vuông, một cái khung giống như anh này. Thì đây, mình sẽ lấy cái hình của anh để mình làm minh họa nha. Thì để tạo được cái như như này này rất là dễ thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cái khung ngoài này trước này, cái khung ngoài này trước. Đó, khung ngoài như thế này. Thì để đỡ mất thời gian thì mình sẽ tạm thời mình lấy đỡ cái khung của anh này trước đi nha. Mình lấy cái khung của anh trước để mình làm, rồi các bạn sẽ tự tạo cái khung này sau nha. Đây, mình sẽ cắt cái khung này trước đi. Đó, mình sẽ cắt sơ sơ thôi nha, cho đỡ mất thời gian các bạn. Thì khi mà các bạn làm thì các bạn có thể là các bạn làm cẩn thận chút xíu để chăm chút cho cái khung của các bạn được đẹp ha. Còn đây mình làm ví dụ thôi. Đó. Ví dụ như mình có cái khung thế này. Rồi, chỗ này mình sẽ nhân một lớp lên. Đây, nó có cái khung này đúng không? Rồi, cái này mình nhân nó thêm một lớp nữa đi. Rồi, mở này lên này, nó có cái này đúng không? Mình sẽ lấy cái này. Rồi, đầu tiên mình sẽ xóa cái lớp này trước đi. Xóa lớp này đi. Rồi các bạn nhìn này nha. Đây mình sẽ tắt này đi. Đó thì mình sẽ có cái khung như thế này đúng không? Rồi ví dụ mình có cái khung như thế này. Tiếp theo mình sẽ lưu cái khung này lại ở cái định dạng là PNG. Ví dụ như mình đặt đây là khung. Rồi khung ha. Khung rồi cái này các bạn để cái đuôi là PNG này. Các bạn lưu lại. Rồi ok. Rồi bây giờ tại cái OBS này. Rồi bây giờ tại cái OBS này các bạn sẽ thêm ở cái phần suộc này, các bạn bấm đây suộc, các bạn chọn cái phần là email, rồi các bạn ấn ok. Các bạn có thể đặt tên bất cứ, ví dụ mình đặt tên là khung chẳng hạn đi, rồi ấn ok. Rồi cái phần mà email file này các bạn chọn route, các bạn tìm đến cái file lúc các bạn lưu, ví dụ như đây khung này đó, rồi các bạn ấn ok thì các bạn sẽ thấy cái khung này đúng không? Do là cái khung nó đang ở độ phân giải là HD, còn cái phim còn cái OBS này mình đang cài đặt là Full HD cho nên nó sẽ bị thế này. Thì các bạn chỉ cần kéo cho giãn nó thôi là ok thôi. Đó, kéo giãn nó thôi. Đó, vậy là các bạn đã có cái khung rồi đúng không? Cái phần còn lại bây giờ là mình sẽ bật camera lên thôi. Thì các bạn chọn đây này. Chọn Video Capture Device. Thì cái này các bạn phải gắn camera vào nha. Đây, rồi ví dụ mình đặt là webcam chẳng hạn đi. Rồi ok. Đó. Thì mình sẽ chọn webcam của mình nè. Các bạn thấy nó hiện webcam mình nè. Đây, đây là tên webcam của mình. Rồi chỗ này mình sẽ chọn độ phân giải luôn, custom mà mình đưa cái độ phân giải hết cỡ lên là Full HD này. Đó. Rồi những cái này cái chỗ này partial mình để là full. Rồi ok. Rồi các bạn thấy nó như này đúng không? Mất cái khung rồi này. Bây giờ còn muốn có cái khung các bạn đưa cái khung này nằm lên trên thôi. Là như thế này.
đó là mình đã có được cái khung giống như của cái anh Pew Pew này rồi các bạn ha. Rồi còn cái logo này thì các bạn cũng tạo tương tự thôi, ví dụ như ở đây này mình sẽ qua bên phần này mình sẽ tạo một cái logo ha, mình sẽ tạo logo, ví dụ như mình dùng công cụ tag như này này, mình tạo một logo ở đây, ví dụ như là tên của mình đi, tên của mình ha, ví dụ như thế này, rồi mình phóng lớn nó lên, rồi mình tô màu cho nó chẳng hạn như là màu này chẳng hạn đó. Rồi bắt đầu mình ví dụ mình cho ra cái góc này đi giống như của anh ta đấy, ví dụ như thế này, rồi mình cho cái chữ này nó chữ hoa lên đó. Rồi ok, vậy là mình đã có được cái logo giống như của cái anh Pew Pew này rồi đúng không nào. Bây giờ còn lại thì mình cũng tắt những cái lớp này đi để mình lưu lại cái logo này thôi. Đây thì mình cũng tiếp tục mình lưu theo cái định dạng là PNG ha, ví dụ là logo đi. Rồi lưu PNG, ấn ok, save. Ok. Rồi bây giờ mình mở OBS lên, mình cũng tiếp tục add cho nó thêm một cái email nữa. Rồi ví dụ như là tên này logo chẳng hạn. Ok, mình sẽ tìm đến file logo này. Rồi ấn ok. Nó đang bị nhỏ đúng không? Kéo lớn lên. Đó. Vậy là mình đã có cái logo thế này. Vậy từ nay trở đi khi mà mình livestream hoặc là mình quay cái màn hình đó thì mình chỉ việc làm thế này thôi. Thì các bạn thấy đó, cái phim của mình sẽ từ đầu đến cuối nó sẽ có cái khung thế này và có logo thế này. Còn cái chỗ cái tên này thì mình làm ví dụ thôi nha. Còn ví dụ mình muốn làm của mình thì mình chỉ cần là bỏ cái tên của anh Pew Pew đi và mình đổi cái tên của mình vào thôi, hoặc là bất cứ một cái gì đó. Rồi đổi những cái đường link này đi. Nói chung là chúng ta sửa lại ha. Còn cái này là mình làm ví dụ thôi nha các bạn nha, làm ví dụ thôi. Đó. Đấy, vậy là các bạn đã có thể tạo ra được những cái chiêu trò thế này, giống như là cái anh Pew Pew này anh đang livestream đấy các bạn ha. Cái này là anh đang livestream đấy và có thể là anh cũng quay lại màn hình. Thì cái vấn đề mà quay phim hoặc là livestream ấy thì nó cũng như nhau mà thôi. Chỉ có điều là các bạn chỗ này nếu mà livestream thì start streaming, còn quay thì là start recording, vậy thôi. Đó, đơn giản là như vậy. Rồi thì cái video này mình chia sẻ các bạn một số cái điều như vậy ở trên cái phần mềm OBS nha. Thì bữa sau thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn về thêm một số cái vấn đề trên này nữa, là sẽ kết thúc cái series này. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video, mình xin tạm dừng tại đây. Thì các bạn có bất cứ cái đóng góp nào hoặc là cái thắc mắc nào, các bạn vui lòng để lại comment phía dưới video này nhé, để chúng ta tiếp tục quan bó với nhau. Rồi bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.